Chào các bạn nha, hôm nay bạn Sáng sẽ làm quen với môn tin học lớp 2. Đây là lần đầu tiên, đúng không? Bạn Sáng làm quen với môn tin học. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu bài đầu tiên nào. Bài thứ nhất của tin học lớp 2 đó là những gì em đã biết. Nào, đầu tiên nhìn vào hình nào, bạn Sáng xem nào. Hoạt động thực hành, đánh dấu X vào dưới hình, không phải là bộ phận chính của máy tính. Ở trên máy tính con thấy rồi đúng không? Đầu tiên mình những cái Cái hình gì đàn của biết máy tính đó. này, đàn này là không phải của máy tính đúng không? Đây là cái ổ cắm, có phải của máy tính không? Có. Nhưng là cái này là chỉ máy tính cắm vào ổ thôi chứ không phải là bộ phận chính con ạ. Là cắm vào ổ thôi. Cái này chuột này, con chuột này, Là bộ phận bộ phận chính chính. đúng rồi. Đây là cái tivi. TV không để làm việc được, TV để Để coi. xem thôi đúng không? Đây là bàn phím, Bàn cũng là một bộ phím. phận chính đúng không? Ừ. Đây là Tai nghe. tai nghe, thì máy tính cũng cần tai nghe nhưng mà đây cũng không phải là bộ phận chính, hiểu chưa? Rồi quan sát rồi điện từ vào thỉa vào chỗ trống này. Đây quan sát này là một bàn tay đang cầm hình con chuột này. Khi sử dụng chuột máy tính thì ngón trỏ đặt vào nút gì? Ngón trỏ này, ngón này là ngón trỏ này. Mình cho đặt vào nút Bên đi bên trái. đúng rồi, đây là bên trái chuột này rồi, và ngón gì thì đặt vào nút bên phải chuột, ngón này, ngón giữa đúng không, ngón giữa thì đặt vào nút bên phải chuột. Ok, câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba này. Đánh dấu X vào ô dưới mô tả tư thế sai khi đặt tay lên bàn phím máy tính. Để Đây, em đặt sai chưa? đây là đánh Ủa dấu luôn à. em đánh dấu Rồi nhá. em đánh dấu xem nào. Đúng Cái rồi, này là đây là cái sai. bàn tay chéo thế này là khó gõ đúng không? Đây là rẽ ra thế này đúng không? Cũng sai rồi. Đúng rồi, tư thế đặt đúng là hai tay phải thẳng này, lòng tay hướng lên cả ngón tay này. Đây nha, mình sáng nhớ nha. Rồi câu số 4 này, bài là bài tổng quát thôi. Nối chuột máy tính với con trò chuột này. Đây là chuột máy tính thì con trò chuột là đứng với biểu tượng gì con? Con cho chuột đứng với việc để thấy và Con hình này trỏ đúng rồi, đấy nữa đúng không? và cái này Cái nữa. này là con trỏ, đối với từng ứng dụng thì nó phải có một con trỏ khác nhau thôi đúng không? Còn ngôi nhà, bức thư, về đây là hình Thế điện tôi thoại là không phải đúng không? Đúng rồi, bạn sáng cơ bản nắm khá tốt rồi. Bài 5, đánh dấu X vào trước ý đúng này. Máy tính chỉ hoạt động khi có điện. Mà sáng này câu này đúng là sai? đúng. Câu này theo nghĩa rộng là đúng con ạ, nhưng mà với máy tính như laptop ấy thì nó có pin nhưng không cần cắm ổ điện thì mình có thể dùng được mấy tiếng, nhưng mà pin cũng là điện nên con đánh dấu này là đúng đấy. Đấy, máy tính hoạt động phải có điện mới dùng được. Máy tính có thể làm tất cả các công việc của con người, đúng là sai? Đúng. Lên đúng. Máy tính có tắm rửa được À không? Chỉ là một số việc tính toán thôi nha, cái này là không phải này. Bàn phím dùng để gõ các ký tự số và các ký hiệu đúng không? à. Bàn phím này dùng để gõ các ký tự này, Sai. số. Bàn phím sai chỗ nào? Sai rồi. Bàn phím là để mình gõ các chữ cái đúng không? Thế là đúng chứ. Bàn phím thì dùng để gõ các ký tự này. Em có thể chơi trò chơi này, một ý này, nghe nhạc này, xem phim trên máy tính đúng không? Đúng. Chính xác. Bữa nào em cho mày Máy ông tính bà. có thể thay em làm bài tập, ghi chép bài được không? Không phải. Nhờ máy tính em có thể học tiếng Anh tốt hơn. Đúng. Đúng rồi, bởi vì trong máy tính mình có nhiều bài học này, nhiều phần mềm này. Em cần ghi nhớ ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, tức là giống như mình ngồi học đấy, phải ngồi ngay ngắn. Đúng rồi, bạn sáng đang ngồi thế đúng rồi. Tính giúp em, máy tính giúp em giữ gìn sức khỏe và học tập hiệu quả hơn. Đó, sau này lớn máy tính thì bố sẽ mua cho bạn học một máy tính. Rồi, Em hôm nay làm bài hướng dẫn đầu bài đầu thế thế nhá. Hôm sau mình sẽ làm tiếp bài 2. Ok.